Hello, test các bạn, show qua cho anh khách nha các bạn. Nha, đã đấu trụ chạy một pha nha. Con này thì còn dữ hơn cái con bữa hổm nha các bạn. À, show qua thì không còn. Cắm điện 220 nha, một pha nha. Cắp vô là chạy nha. Cắp vô nè. Nó khởi động nha. À, gió. Gió như này thì hút rồi. Gió quá dữ luôn á ha. Hàng này motor khía các bạn, motor khía nha. Con này đời cao. Các bạn thấy Showa Japan họ làm nè. Con tay của anh bữa hổm cũng 90 nha. Đó, những con mà nó làm để mà xuất đi theo một cái tiêu chuẩn nha các bạn. Thì mình không còn gì để nói nha, không còn gì để chê. Ở đây là mình đang mua một sản phẩm là một công ty A sản xuất nha, cho một cái thương hiệu khác, cho một công ty khác nha, là B, là mình mua về. Còn một số sản phẩm trên thị trường đó là các bạn mua với cái giá rất rẻ từ một người giống như một có thể mua trực tiếp từ xưởng hoặc là trực tiếp từ một người buôn, nhưng mà không có theo một cái tiêu chuẩn thì chất lượng nó sẽ không bao giờ bằng nha. Cho nên anh em thích đồ bãi là vậy đấy các bạn. Các bạn nhìn gang nè, gang nhôm đồ nó dày, cánh nhôm nha, cánh nhôm, gang, cái này là gang, chân đế gang nha, cho nên rất là nặng và nó đầm, đế gang dày, đúc được gia công. Chỉ riêng cái hộp điện các bạn, cái hộp điện này mình chưa mở ra luôn nha. Cái này ít là đi mát giùm nha, anh đi mát giùm nha. Còn cái này hồi nãy nó có một cái miếng gì nó cọ, mở ra kiểm tra không có gì hết thì lắp lại rồi ngày mai ship giao anh nha. Test lần nữa cho anh em xem nha. Chết. Mà không sao. Tức là test để nằm thì là cái gió nó không quạt được cánh quạt. Nhưng mà không sao nha, test sơ cái thôi. Chứ chạy là phải để nằm trên đế này nha, để úp lên để gió nó lưu thông vào cái cánh quạt á, để nó thổi mát. Ok, cảm ơn khách đã ủng hộ nha.